Hello anh em nha. Hôm nay ta nói sẽ review một demo của một game mới tên là Thần Trùng. Một game kinh dị Việt Nam. Rồi. Chúng ta bắt đầu luôn. Đây. Chúng ta có ngôn ngữ. Chúng ta chọn được ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc. Có phải streamer, YouTuber không? Đó. Chơi thử và thoát chơi thử nha. Rồi vào game luôn. Chú ý nha, game này là một game kinh dị nha, do nhóm Dũng CT. Hồi bữa mình thấy quảng cáo trên kênh của Dũng CT với lại Team Đụt. Một game kinh dị vừa ra mắt bản demo, nhìn rất là ôi. Vì game không dành cho những người yếu tim, Thanos cũng là đứa yếu tim. Ơi. Lại ở ngoài này. Trời ơi, sao mình lại ở ngoài này? Nhà nghỉ à? Nhà nghỉ liên nhà trọ liên hương đấy. Các bác đi vào đây nhớ mang bao nhá. Đây có chống dịch nè. Ở nhà yên nước nè. Đây có cái xe hơi nhìn đồ đẹp chưa? Ui dồi ôi, con ma nó nhảy ra là chết. Thoát cái tim luôn đó anh em. Cái gạch này nhìn đẹp nhờ, gạch này giống như gạch ở Việt Nam. Cái tiếng có két cửa ghê nữa. Chúng ta có cái bột giặt ở đây. Cái nhà vệ sinh này á, nó không có cái vòi xịt nha. Thường thường là nó sẽ có cái vòi xịt á anh em. Cái vòi xịt ai có gì đây. À mình lấy cái đèn này. Rồi xoay phóng à, chúng ta có thể dùng con chuột chúng ta phóng được nè, xoay ấn chuột phải chúng ta sẽ xoay cái đèn này. Ồ. Cái đèn pin nhìn lại nhỉ? Cái đèn pin là đèn pin bóp hay sao? Có cái độ bóp nè, là bóp nó sẽ ra đèn. Ôi thả xuống rồi bấm chuột trái. Ồ, nghe tiếng à, vãi cả đái nữa. Đi thôi. Ủa ơi, phiền quá anh em ơi. Ủa ơi, nói chơi gà luôn rồi nè. Đứng rồi. Ủa ơi, có bóng người kìa. Vãi cái đái. Chơi luôn. Mẹ gì, ma đâu, qua đây. Ma đâu, qua đây. Qua đây, qua đây. Sợ mày. Mở coi. Ôi, mình đang khóc thì sao, mình là nhân vật nữ nha. Rồi, có dàn PC nè. Mở cửa không, mở không được ta. Ở đây mình những mình bị mắc kẹt sao không được. Ôi. Cô gái. À mà áo dài anh em, mà áo dài học sinh nha, có cái mũ chùm lại. Không mở cửa được. Sao? Đứng rồi. Sao? Đứng như quay vậy? Mình đứng một chỗ mình sợ anh em à. Nhìn ghê vậy đói luôn. Đây có máy lạnh nha. Như một cái phòng bình thường. Rất là nhìn rất là chân thật luôn. Rồi sao? Vậy hoài. Có bút. Có màn hình. Ôi giời ơi. Ôi ơi, cái phòng đã biến rồi. Ôi ơi, cửa mở nổi da gà anh em ơi, ghê quá. Ôi. Ôi. Vào thôi. Ôi. Ôi ơi, có quan tài người chết bên đây. Có gì đây? Cái này những cái hộp quẹt nè.
nhặt được bật lửa thắp hương được rồi. Trời ơi, chắc phải thắp hương cho người chết ở đây. Ở cái mặt không có rõ nè. Ôi phá kinh quá, kinh quá đây em ơi, phá cái nè. Nhặt được thẻ hương, cần tìm bật lửa, tìm rồi đúng không? Như thắp hương ở đây sao có chữ E nè. Ôi đùi ơi, chạy chạy quá kinh quá. Ra sau quan tài thành thâm kiếm thật rồi, ra sau quan tài rồi, ok. Ra sau quan tài rồi ba. Mà nó hiện lúc nào không hay luôn. Ôi ôi, vá giật của mình. Ghê quá. Lại người chết rồi. Đi đừng có đi nữa. Ghê quá mày ơi, tắt đèn luôn. Kinh quá. Ôi ôi, vá cái mặt. Cứ mà vả cái đái. Đi ra ngoài. Ôi ôi. Mở lại bình thường rồi. Cần tìm chìa khóa ở cầu thang. Ôi, có vết máu kìa anh em. Ghê quá. Đèn đâu, không thấy đèn đâu, sao tìm hết chìa khóa. Chìa khóa đâu đây? Má ghê phải đái. Ôi ôi. Ôi ôi. Sợ quá. Má đâu? Chìa khóa đâu? Kinh quá anh em ơi. À chìa khóa đây. Ôi 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 ôi. Ghê quá. Trời ơi, cái này như là treo cổ tự tử đó anh em. Ghê quá. À giống như là người. Ôi ôi, má chìa khóa nó hiện ra cũng chóng mặt nữa. À chúng ta cái phóng lớn chìa khóa nè, xoay. Nhìn game này đó nhìn rất là chân thật luôn nha. Rồi. Mở cửa. Báo. Ôi, bí ẩn cả gia đình qua đời trong đêm. Chả thấy chữ gì nhờ. Mờ. Xoay được. Xoay được nha anh em nha. Chữ nó bé nhỏ nhỏ mờ. Tháng ngày 6 tháng 6 năm 1996 nha. Rồi. Lấy. Ôi ôi, cái gì đây? Có cái dáng người kìa. Vãi cả đái. Bay bay luôn anh em ơi. Ôi. Ai. Má, đầu tiên vãi đái. Ok anh em. Đây là trải nghiệm của Thanos về game thần trùng, một trong những game kinh dị cực kỳ gọi là mình thấy là mình theo mình trải nghiệm á nha, là mình nổi hết da gà lên luôn. Nhìn qua đồ vật nhìn cảnh vật rất là thật, rất là Việt Nam luôn. Thì mình mong là game này ra mắt nha, sắp ra mắt. Anh em cũng ủng hộ game này nha. Anh em có thể trải nghiệm game này bằng cách download ở trên Steam nha, bản demo nha. Rồi. Cảm ơn vì bạn đã chơi thử thần trùng. Cảm ơn em nhiều nha. Hôm nay mình đã tới đây thôi. Nổi hết chị gà anh em, uống ly nước nè. Ok, bye anh em.